Các nhà thương mại điện tử Việt Nam nhìn nhận, việc gia nhập thị trường Việt Nam của Amazon đem lại lợi thế nhiều chiều. Trong đó, sức ép với các nhà thương mại điện tử lớn trong nước sẽ không quá căng thẳng, mà sẽ là cú hích, là động lực cho thương mại điện tử Việt Nam phát triển hơn. Một hãng thương mại lớn như Amazon chọn lựa Việt Nam, xét từ góc độ vĩ mô thì rõ ràng Việt Nam đang cho thấy là một thị trường hấp dẫn. Tuy nhiên, việc này của cả khổng lồ Amazon cũng sẽ làm cho các kênh bán hàng thương mại điện tử hiện nay bị cạnh tranh khốc liệt hơn. Khi Amazon vào Việt Nam thì nó sẽ thay đổi cục bộ những nhà cung cấp hay là chiến lược kinh doanh. Bởi vì khi mà họ vào Việt Nam thì rõ ràng là nó cũng sẽ tác động tới cái thị trường bán lẻ nói chung. Đòi hỏi là các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng sẽ phải cố gắng hơn rất là nhiều. Đại gia bán hàng trực tuyến số 1 thế giới Amazon sẽ đối đầu trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ đang hoạt động tại Việt Nam như Lazada, Adidas, Tiki, Shopee. Sự cạnh tranh này lại tạo áp lực tốt cho các nhà thương mại điện tử Việt Nam thay đổi tích cực và phát triển. Sự xuất hiện của Amazon thì cũng là một cái cú hích đáng kể, bởi vì tại thị trường Mỹ thì Amazon là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất. Họ rất có nhiều kinh nghiệm, hàng hóa phong phú cũng như là cái cách mà họ kinh doanh cũng là một trong những cách kinh doanh tiên tiến nhất thế giới. Thì tôi nghĩ đấy là một sức ép rất là tốt. Thì cạnh tranh là một điều tốt, không phải là xấu, tại vì người tiêu dùng họ sẽ có được nhiều lựa chọn. Thì lúc đó cạnh tranh đối với nhau là về công nghệ cũng như là về dịch vụ. Thì bên nào tốt thì bên nào thành công thôi. Thì có những cái áp lực từ bên ngoài sẽ tốt cho doanh nghiệp mà. Không chỉ Amazon mà trong tương lai sẽ còn những gã khổng lồ khác nữa. Đây không chỉ là thách thức mà cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt nếu chuẩn bị đầy đủ và kỹ càng để đón nhận sự bùng nổ của xu hướng tiêu dùng hiện đại. Theo tính toán của Bộ Công Thương, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ có doanh thu 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.